Mặt trời mùa đông sắp phát sóng trên ứng dụng Vion từ ngày 24 tháng 3. Xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả thương thương đang đến với chương trình Lạ Lắm À Nha. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi được phát sóng trên VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam, và cũng mong quý vị cùng những người thân yêu mình sẽ quay quần vào mỗi tối để chúng tôi có thể phục vụ quý vị những bài hát thật hay và những câu chuyện thật thú vị trên sân khấu Lạ Lắm À Nha. Có thể quý vị nghe nhiều nhưng bất chợt để kể tên cái người hát, bài hát đó thì quý vị lại chưa nhớ kịp ra, thì đây cũng là một cầu nối của chúng tôi mang những bạn trẻ đến gần với quý vị hơn. Trong một chương trình thì phải có những sự lung linh cần thiết, và sự lung linh cần thiết ấy đến từ ca sĩ Harry Won. Xin mời. Dạ, xin mời em vô. Không có, nói chuyện với quý vị đã. À vâng. Harry đến chương trình Lạ Lắm Anh Nha. Thật ra thì Harry đang rất là hồi hộp, tại vì Harry cũng nhận được cái một bài hát mà nó không phải là bài hát của Harry. Không phải sở trường. Dạ, nó không phải là sở trường, mà là em, tại vì cái bài của người khác á. Thì đừng có nói tới bài của người khác, bài của em thuộc rồi, em cũng phải mất cả tháng cho em mới thuộc được. Đúng rồi. Còn bài này bài của người khác, vừa là hồi hộp vì cái lời hát, vừa là hồi hộp vì hôm nay cái người kia chắc chắn là có quen biết em hay không. Có thể là em biết nhưng mà không thân thôi. Dạ. Đúng không? Rất nhiều ca sĩ, ví dụ như là bây giờ Phát La hay là Buka hay là Khả Như thì em dễ dàng nhận ra giọng hát liền. Buka thì em dễ nhận, Diệu Nhi cũng dễ nhận. Nhưng mà chắc chắn chương trình sẽ mang đến cho một giọng hát mà em hay làm việc chung để em có thể dễ dàng nhận ra hơn. Vâng. Chứ một người xa lạ thì chắc là khó cho em. Dạ. Nhưng mà yên tâm đi, khó cho em thì cũng khó cho những người còn lại. Thế bây giờ thưa quý vị, chúng tôi sẽ mời thêm một nhân vật nữa, là một nam ca sĩ trẻ, Quang Đăng. Mình gửi lời chào quý vị đi nào. Lời nói đầu tiên thì cho phép em gửi lời chào đến anh Trường Giang, chị Harry Won cùng với tất cả khán giả đang theo dõi chương trình Lạ Lắm À Nha. Quang Đăng có thể chia sẻ thêm một tí về cái con đường hoạt động của mình cho tới ngày hôm nay được không? Em xin phép được chia sẻ một chút về cái con đường hoạt động nghệ thuật của em. Thì em có tham gia vào một cái chương trình âm nhạc vào năm 2015. Bước ra khỏi chương trình thì em có một số những cái ca khúc để lại những cái ấn tượng đối với khán giả. Và thời gian gần đây thì có cái những ca khúc nhạc hoa lời Việt, trong đó có khúc Đánh Mất Em và ca khúc Tương Tư Thành Họa, thì hiện tại đang được khán giả biết đến rất là nhiều. Có nhiều nền tảng hiện tại ở trong cuộc sống của chúng ta mang tới âm nhạc rất là gần gũi nhưng lại không mang tới hình ảnh gần gũi. Dạ. Thế nên đây cũng là một chương trình mà chúng tôi chắc chắn và cũng đã có rồi quý vị. Quý vị đã từng xem tập 1 thì biết là bạn Diệu Kim thì trước đó không nhiều người biết mặt, mặc dù nghe nhạc của bạn ấy rất nhiều. Nhưng mà sau cái clip mà bạn hát chung với chị Phương Thanh thì hiện tại là rất là nhiều người biết bạn ấy là ai và chính xác nhạc của bạn ấy là những bài hát nào. Cho nên ngày hôm nay anh cũng hy vọng rằng là em cũng sẽ được như vậy và cũng sẽ rất nhiều người biết và nhận ra rằng đó chính là Quang Đăng và bài hát đó là chính là của cậu ấy. Cảm ơn anh. Và một bạn trẻ nữa thưa quý vị, chúng ta cùng chào đón Phát Huy. Xin chào anh Trường Giang, xin chào tất cả mọi người ạ. Sao vậy? Sao thấy có vẻ rụt rè vậy? Dạ tại vì đây là lần đầu tiên em có cơ hội được quay một game show lớn như thế này cho nên là em hơi run. Bây giờ em có thể nói là cái bài hát mà nhiều người thích nhất của em là bài nào không? Bài nhiều người thích nhất của em chắc là bài Em Là Kẻ Đáng Thương và Câu Hứa Cho Vẹn Tròn. Em Là Kẻ Đáng Thương không dừng, mình nghe rồi đó. Dạ bài Em Là Kẻ Đáng Thương thì lát nữa em hát sau. Còn bây giờ em sẽ hát một đoạn điệp khúc của bài Câu Hứa Cho Vẹn Tròn cho anh và mọi người. Hồi hộp á. Dạ, thôi em, đâu em thấy giống như là trả bài trước thầy cô. Cũng giống như em 10 năm trước thôi. Cũng giống như em 10 năm trước thôi.
Dạ. Mình đã hứa yêu thật lâu, dù kịp mai không xa rời, lời nói trên môi cũng chỉ toàn là dối lừa. Tình yêu xưa chỉ là quá khứ, phải giữ sâu đáy lòng, thương nhớ một người nơi chốn xa chẳng thương ta. Bây giờ thì chúng ta sẽ lựa chọn một ca sĩ để hát đầu tiên. Đầu tiên là cũng đừng có giỡn nha, nó cũng khó đó. Tại vì chưa quen cái nhịp của cái game á. Cái gì khó thì để cho Harry vậy thôi. Dạ. Để cho Harry vậy thôi. Dạ. Ủa sao vậy nha? Anh... Tại vì đơn giản á, là trong chương trình này. Dạ. Sao anh? Thì lớn. Thì lớn. Lớn việc cái gì anh? Với lại em là người có kinh nghiệm tham gia chương trình này rồi. Hai bạn thì chưa tham gia chương trình này. Dạ. Nên chúng ta vỗ tay cho Harry Won hát đầu tiên. Còn hai bạn trẻ xuống ngồi nghỉ ngơi nghe chị Harry Won hát. Xin mời hai bạn nhau. Rồi xin mời. Bây giờ xung quanh em tâm ít mà cô đơn là chỉ có Khá Như thôi. Chị ơi, chị đừng tin là Phát Huy nói thật. Không, cái mặt kia thật kìa, còn mặt này mới xạo nè. Anh chỉ đến bên em lúc buồn, vậy những ngày vui anh về nơi đâu. Là lắm ở nhau. Là lắm ở nhau. Là lắm ở nhau. Thưa quý vị thân mến, đây là Harry Won, người sẽ song ca đầu tiên với nhân vật bí ẩn bên kia bức tường. Dạ. Ca khúc được chọn là ca khúc mang tên Anh Muốn Em Sống Sao. Anh Muốn Em Sống Sao là một bài hit của Bảo Anh. Vâng. Được sáng tác bởi Chi Dân. Và mình đã từng hát bài này chưa? Dạ chưa bao giờ. Chưa bao giờ. Vâng. Đã thuộc được bao nhiêu phần trăm? Được 75%. 75% là cũng ít. Ôi nhiều cho anh. Nhiều gì, không lẽ ca chị hát là từ sâu trong đôi mắt này. Các mình nghĩ. Nhưng mà 25% còn lại thì em thấy em có những cái sự giúp đỡ. Nhiều khi 25% còn lại là bên kia người ta hát. Dạ, đâu biết được anh. Trong một chương trình chúng tôi sẽ luôn có những clip. Clip này là clip mà chúng tôi sẽ cho một vài thông tin. Vâng. Người ta gọi là hint. Dạ. Về cái ca sĩ bên kia bức tường. Vâng. Với sự trợ giúp của những người bên dưới. Dạ. Họ sẽ nói về clip đó. Cách thật thà hay cách gian dối là do họ tự chọn. Em nghĩ là hai bạn cũng nên nói thật lòng thôi. Tại vì... chỉ là đầu tiên, chị đi xuống dưới thì ai bị hại? Đơn giản vậy thôi, mình phải suy nghĩ tính toán chứ. Đúng rồi ha. Tại vì em chưa bao giờ tiếp xúc với hai bạn này, cho nên em còn không biết là hai bạn này có hiểu mình. Và không, hai bạn này... Ta biết tiếng Việt mà. Nhưng mà đôi khi em chưa chắc hiểu cái... Tiếng Việt của bạn ấy. Dạ. Đó, em có thể nói chuyện một vài câu. Chào Quang Đăng. Chào Quang Đăng Phát Huy. Nghe nói là Phát Huy ha, à gì, T4. Tại sao em là T4 vậy? Dạ, nó cũng có nhiều ý nghĩa. Và... Ủa, nhiều ý nghĩa mà. Nhiều ý nghĩa nhưng không hỏi. Như thế nghĩa nào vậy? Dạ, T là cái họ của em. Và số 4 là em sinh năm 2004. Và khi mà em bắt đầu viết nhạc em cũng 14 tuổi, cho nên em quyết định lấy T4. 2K4 là sinh năm 2004. Thì Harry Won là sinh... Cái gì vậy anh? Cái gì vậy? Sau đây là clip về nhân vật bí ẩn đầu tiên, xin mời. Một con đường dài, thành phố biển. 8X. 8X nha chị. 8X. Vừa ca là ca sĩ, vừa là diễn viên. Đẹp. Rất là đẹp. Rất đẹp. Nhưng mà cô đơn. Nhà bên Nhật Bản. Cô đơn lắm, rất là lạnh. Tuyết rơi nữa. À, thích ăn đồ Nhật nha. Thích ăn đồ Nhật. Thích ăn đồ Nhật. Nhà Nhật Bản mà. Là một người nổi tiếng. Có trợ lý. Là một người nổi tiếng. Tâm ít mà cô đơn. Ca sĩ hoặc là diễn viên chị. Bây giờ xung quanh em tâm ít mà cô đơn là chỉ có Khá Như thôi. Tâm ít mà cô đơn là chỉ có Khá Như thôi. Buka cũng tâm ít. Trương Quỳnh Anh. Trương Quỳnh Anh có chồng có con rồi. Độc thân lâu rồi anh. Nhưng mà đã là chồng con của người này là người chưa một lần lên xe hoa. Ở bên Nhật. Mà cô đơn. Ở bên Nhật hay thích ăn đồ Nhật anh? Ngồi ở bên Nhật như thế hả? Ta biết mà cô lại đơn. Là đi lâu mà hôi cho người nổi tiếng là sao? Clip này có gì đó. Nhiều bí ẩn lắm. Đúng vậy. Nó chưa chắc là những gì mình thấy nó là cái thông điệp đúng đâu.
Vậy thì anh có gì thì mọi người góp ý xí. Em đang suy nghĩ không biết phải chị Puka không. Puka không thể nào, tại vì giọng đặc biệt lắm. Chương trình không thể nào mà đưa một cái phương án nào mà người ta dễ nhận ra vậy được. Có một cái chi tiết em nhớ là đẹp dữ lắm. Đẹp dữ lắm. Đẹp dữ lắm. Thì tại sao không có bồ? Được, được. Hay là có bồ mà giấu. Cái đoạn sau anh, cái đoạn cuối cùng là đi theo cái một người nổi tiếng. Tự nhiên đi lau mồ hôi cho một người nổi tiếng. Sắp rất là nhiều đồ. Giống như làm trợ lý vậy đó. Giống như trợ lý vậy, sách rất là nhiều đồ cho một người nổi tiếng và lau mồ hôi cho người vậy đó. Là siêu trợ lý. Siêu trợ lý. Ê, vậy là Trương Quỳnh Anh thiệt quá hả? Siêu trợ lý là gì? Trương Quỳnh Anh mới ra một cái drama mà là siêu trợ lý. Vậy là Trương Quỳnh Anh rồi. Trương Quỳnh Anh thiệt. Vậy là khỏi hát. Đoán được rồi, thôi mình kêu ra được về luôn. Em đã thuộc lời dữ lắm rồi anh. Em đã thuộc lời dữ lắm rồi anh. Anh phải cho em thể hiện chứ. Nếu mà đơn giản như vậy thì có gì đâu để chơi đúng không? Cứ chơi thử đi anh. Đồng ý. Và sau đây chúng tôi xin mời xuất hiện nhân vật bí ẩn đầu tiên. Chắc chắn là gái. Hay em ơi, cho chị hỏi là cái chiều cao của cô ấy thì khoảng cỡ nào nhỉ? Cũng tầm chị không? Tầm chị. Rồi, Trương Quỳnh Anh. Trương Quỳnh Anh cũng là cỡ em á. Vậy thôi, qua đi kia hát chung luôn. Chị ơi, chị đừng tin là Phát Huy nói thật. Có thể cao hơn chị, cũng có thể thấp hơn chị. Không, cái mặt kia thật kìa, còn mặt này mới xạo nè. Cái gì á, anh nhỏ tuổi còn ngây thơ lắm. Cho nên hả, hồi nãy hả, thấy Phát Huy nói vậy thì em thấy cũng cũng có vẻ. Thôi, nghe nhạc nhé. Dạ, nghe nhạc. Và bây giờ là âm nhạc dành cho cặp song ca đầu tiên. Xin mời. Em thấy giống Hà Nhi lắm. Không đoán được thì thôi đó. Ôi, Trương Quỳnh Anh thì em cũng chưa chắc nữa. Tại vì em hả? Giọng này không phải đúng không? Như là em nghe giọng hát trực tiếp á. Trương Quỳnh Anh á là chỉ có một hai lần à. Tính ra đi qua ăn chơi với bạn. Ok quá ha. Không biết gì về bạn chứ. Em chỉ có ở nhà em. Tại vì em thích ở nhà em là hướng nội lắm. Tôi cho một cái hình. Dạ. Strawberry. Strawberry. Dâu, chay dâu. Dâu. Không tốt Quỳnh nữa. Thế cái phản ứng như vậy là em nghĩ là không phải rồi. Đúng vậy. Không, yên tâm đi, ở đây em đoán cái tên nào cũng giỏi tay vậy. Giờ nói chữ vậy. Chị Siblet. Em thấy nó hay quá trời luôn. Chương trình rất là có uy tín dễ sợ. Cho một cái hình nữa nè. Đau mắt. Cô gái đau mắt. Cô gái đau mắt. Làm sao mà bị đau mắt chị? Ánh sáng chói mắt. Không, phải có bụi chứ. Mà bụi nó phải bay vào mắt thì nước mắt chảy.
anh phải đưa tới cái hint cụ thể hơn. Đây là ca sĩ mà thưa quý vị là chưa bao giờ nghe nhạc của đồng nghiệp hết trơn. Em thấy chị Harry hoang mang lắm. Ca sĩ mấy người tên anh? Tên anh. Có bao nhiêu ca sĩ nữ mà tên anh đó chị? À, tên là anh. Vậy là Trương Kiến Anh rồi. Nhưng mà bài Bụi Bay Vào Mắt là của chị Phạm Quỳnh Anh mà. Bài Bụi Bay Vào Mắt là ca sĩ tên anh là có ai? À, chị Phạm Quỳnh Anh đó. Nhưng mà anh hỏi nãy nói là hả, chưa bao giờ lên hoa gì đó. Rồi chị Phạm Quỳnh Anh bây giờ có 3 đứa con luôn rồi. Nhưng mà vẫn cô đơn. Nhưng mà vẫn độc thân mà anh. Vừa là ca sĩ vừa là diễn viên nữa. Hiện tại là có con là cái chuyện mà họ chưa công bố rằng họ đang có cái một cái relationship nào đó đúng không? Dạ. Thì họ vẫn là độc thân. À ha. Vậy thì tại sao hồi nãy em nói là Trương Quỳnh Anh thì anh cãi em? Anh không cãi đâu. Anh em không phải vậy. Nhìn bộ MC anh phải làm như thế. Wow. Wow. Giọng này không phải chị Phạm Quỳnh Anh. Giọng chị Phạm Quỳnh Anh em nghe nhiều đúng hơn rồi. Nhưng mà biết đâu hôm nay chị hát khác hay sao chị? Thôi bây giờ khỏi rồi nè. Mời những vợ bí ẩn đầu tiên. Mở màn ạ. Hả? Woo. Woo. Ủa là ai vậy mọi người? Rất là xinh. Rất xinh. Những người nãy giờ mình kể tên đều xinh cả. Dạ. Cao bằng chị và nhưng mà chắc ốm hơn chị. Cao bằng chị và ốm hơn chị. Em lại chỉ có một cái phương án duy nhất là lấy là Trương Quỳnh Anh thôi. Thì mình chọn luôn, khỏi mình nói chuyện dài dòng nữa mệt. Bây giờ em có chắc chắn là đây là Trương Quỳnh Anh chưa? Chúng ta còn một vài câu hỏi có quyền được hỏi trực tiếp. Ủa, hỏi trực tiếp anh? Bạn kế bên ơi, Quỳnh Anh ơi, Quỳnh Anh à, chồng của em là tên gì? Ủa sao em nói người ta đang cô đơn? Đang độc thân mà chị. Em nói người ta đang độc thân vậy em hỏi chồng của em tên gì? Em có cái đáp án trong đầu em thì em mới hỏi chứ. À, tức là chồng vui vui á. Chồng đi chơi, hai chị em đi chơi hay gọi là chồng chồng á. Đúng rồi. Chị ơi, em còn cô đơn. Làm sao mà có chồng được? Nên cân nhắc và suy nghĩ kỹ nha chị. Thế không phải Trương Quỳnh Anh, tại vì Trương Quỳnh Anh gọi em là chồng không à. Còn chỉ lúc có riêng Trương Quỳnh Anh là kêu em chồng thôi. Thì em cũng có hơi nghiêng về cái đáp án của chị. Vì cái giọng hát. Nhưng mà đến lúc mở mặt nạ ra thì lại khác. Là khác đó nha, khác nhiều lắm á. Em có bao giờ thấy cái hình ảnh của chị với bạn này xuất hiện cùng nhau chưa? Em đoán là hình như có rồi đó. Hình như có rồi ạ. Em nghĩ xa ra tí, em nghĩ xa ra tí, em đừng cứ quay quẩn với chú Quỳnh Anh, Phạm Quỳnh Anh, Phạm Đức Quỳnh, xa xa ra. Tại vì vấn đề là cái thế giới của em nó nhỏ bé, nó chỉ có bao nhiêu con người đó à. Có, người này ok đó. Chị này, okay chị này tóc dài và rất là hiền. Tóc dài và rất là rất hiền. Hiền hay không thì chưa biết, đụng chuyện mới biết. Vậy thì em sẽ hỏi là hỏi cái gì mà nó liên quan tới ký ức của nhau. Dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng. Bạn kế bên gần đây tặng cho mình cái gì nhớ không? Em không có quen biết chị cho nên em đâu có tặng quà gì cho chị đâu. Không có quen biết. Không quen biết có nghĩa con gái nói không là có. Là có quen biết. Đúng vậy. Em đã có đáp án của em rồi. Đó chính là Trương Quỳnh Anh. Vẫn đứng đây cho anh đi tìm. Lúc anh không còn ai hết, hãy ở yên em sẽ đi kiếm. Bởi em yêu người vô cớ, vì đã lỡ nhận hết đau buồn. Nói đi anh người ơi, giờ anh muốn em phải sống sao. Vậy những ngày vui anh về nơi. Về nơi vậy. Trời ơi, anh
Vậy những ngày vui anh về nơi đâu? Anh chỉ đến bên em lúc say, vì hết say anh đâu ở đây. Còn em lại anh đây, nói đi anh người ơi, vì sao anh nói yêu em như vậy? Nói đi anh người ơi, vì sao anh trời ơi anh ơi, tình cảm gia đình khăng khít rồi. Như vậy là Harry Won đã tìm cái sự danh tính, đây là Trương Quỳnh Anh. Thôi em vui thật quá. Ra là cái đề bài nó quá dễ đi. Sao dễ được anh, đưa clip ra là tôi biết luôn rồi, ai nữa. Nhưng mà cái vấn đề là cái nhìn cái clip đó nhiều người không biết, chỉ có mình em biết, tại vì em quan tâm đến Trương Quỳnh Anh. Ủa mà quan trọng là chương trình đang đố chị mà. Ủa nhưng mà chương trình cũng chưa chắc là biết là em với chị thân nhau chứ. Tommy. Xong hồi nãy chương trình đưa ra cho em mấy cái hint, em nói là chắc chắn là chị Ri đoán được liền luôn. Ôi thiệt hả? Từ đầu tới cuối là chỉ có mình Trương Quỳnh Anh thôi đúng không? Tại vì vấn đề là chị đâu có quen biết ai. Hay vậy thì em có lưu miệng gì đó rồi. Mời trai đẹp. Ai anh? Em đó. Anh làm em hoang mang. Ồ, có thiệt hả? Trời ơi. Ôi, anh ơi, em lần đầu tiên em đeo cái này á. Em đẹp mà, em không đeo này em vẫn đẹp. Em cảm thấy nó vinh dữ quá. Rồi hai chị em là hay đi chơi nhau hả? Gặp nhau thì cũng không phải là gặp quá nhiều. Một tháng chắc một lần đúng không nhỉ? Tháng có chừng lần hai lần gì đó. Đúng rồi, nhưng được cái là tại vì hai em là cái hướng nội á, em ít khi tiếp xúc người ta trực tiếp, nhưng mà trao tình cảm bằng tấm lòng cho nhau thì nhiều. Sao cười? Sao tự nhiên anh thấy cười hả? Thôi tại Harry cũng hay nói chuyện vậy với những cô khác. Không, em không tin. Không, em không tin. Đó, thấy chưa anh, thấy chưa? Tương lai em sẽ chuốc lấy đau thương vậy thôi. Không, nhưng mà em phải nói cảm ơn hai người. Hồi này hai người không có nói về cái chi tiết về là kiểu chăm sóc nghệ sĩ là em chưa chắc em hiểu đâu. Đúng rồi, cái cuối là cái phim của em đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi cái tháp Trầm Hương là ở thành phố Nha Trang. Đúng dạ. Rồi cô gái ngồi ở dưới cái ghế ăn đồ Nhật. Là em thích ăn đồ Nhật hả? Không, sushi á anh. Sushi là con em, tên con em á. À. Hồi nãy may là có cái chi tiết đầu tiên là có cái hình ảnh về thành phố. Chắc có khả năng là đó là cái thành phố nơi mà... Dạ, thành phố quê em đó. À. Nếu mà nói ra cái chi tiết đó nữa thì chắc là chị Harry sẽ chốt luôn ngay. Không, từ đầu. Không, Nha Trang chưa chắc biết luôn. Nha Trang thì chưa, em chắc, chưa biết. Chắc biết. Đúng Nha Trang rồi. Là kế bên Buôn Ma Thuột đó, em diễn đó hoài mà. Nha Trang là kế bên Buôn Ma Thuột. Ý là chị Ri sẽ không biết Nha Trang là quê của em. Đúng rồi, đúng rồi. Nha Trang là kế bên Buôn Ma Thuột, nằm giữa đất Buôn Ma Thuột với Đắk Nông á. Thôi mình bỏ đi. Mà. Dạ. Harry Won là người đầu tiên chính xác, nhiệm vụ phát huy ngay bây giờ. Đó là phải tìm ra nhân vật bên kia bức tường chính xác giống Harry Won. Xin mời phát huy. Tại vì thấy anh Victor Siro cũng có giảm ký nhiều á. À vậy hả? Dạ. Thêm một người nữa, Vương Anh Tú cũng giảm ký nhiều. Đó. Thân dung của người anh yêu, anh đã lấy những chẳng hứa gì. Em buông câu nói chia tay, nhưng em mới là kẻ đáng thương. Là Lâm A Nhân. Là Lâm A Nhân. Là Lâm A Nhân. Đây là phát huy, thưa quý vị thân mến, sẽ song ca với một người chưa thấy mặt, cũng có thể chưa gặp ngoài đời, cũng có thể chưa bao giờ song ca, và chắc chắn ngày hôm nay sẽ không được nhìn mặt họ bởi vì có bức tường ngăn cách của chương trình. Đã từng song ca với ai chưa? Những người trong nghề? Dạ có, nhưng mà không thực sự nổi tiếng. Bài hát được chọn là bài hát mang tên? Dạ, Em Là Kẻ Đáng Thương là do em sáng tác. À, tự mình sáng tác luôn. Dạ. Bây giờ đã sẵn sàng chưa, chúng ta đến được clip nha. Dạ. Mời clip dành cho tất cả mọi người, xin mời. Nghệ sĩ đa năng. Có con rắn. Hai con rắn kìa. Tụi rắn hả? 16. 16. Không phải 16. 17. Không phải 17 luôn. 18. 18 tuổi. 18 tuổi, cái này sao hiểu được. Rồi cãi nhau với một cái cô gái
khi gì hồn sâu biển gì á, cái đó là cãi nhau trên mạng rất là hot. Vừa mới giảm được 10 kg. Giảm 10 kg. Ghê. Động lực. 18 đó chưa chắc là 18 tuổi. Đúng rồi. Mà là 18 tuổi nghề. 18 căn nhà. Rồi. Giàu vậy. Hồ sâu. Sau khi miền nhớ hả? Sâu. Hồ sâu niềm nhớ. Niềm hồ sâu nhớ. Niềm nhớ. Hồ sâu niềm nhớ. Hồ sâu. Bao nhiêu triệu? Bao nhiêu triệu lượt xem? 97 triệu lượt xem. 97 triệu lượt xem. Là cái clip mà 97 triệu view là MV hay là vlog của ta? Official MV. MV. Oh. Music video. Vậy là người này có bài hit. Người này rất rất là nổi tiếng. Hãy nhớ đến cái từ đa năng á. Dạ. Có thể là vừa là diễn viên, vừa là rapper, vừa là ca sĩ. Cũng có thể là rapper. Ai vậy ta? Những người bên dưới thì cũng không biết gì luôn. Đó, em không biết gì luôn. Em không biết cho nên em mới đưa ra hết cái hint cho bạn này á. Không giấu gì cả. Dạ. Bài hát của Huy là bài hát được mang tên Em là kẻ đáng thương. Em là kẻ đáng thương thì chắc chắn là phải cần một giọng nam. Cái mức độ về quản giọng thì Huy nghĩ là trong cái giới ca sĩ mình ai sẽ là người phù hợp hát bài này? Những cái đoạn cao á thì người bên này là hát, cho nên là em nghĩ người bên này chắc chắn hát giọng sẽ rất là cao. Cao hơn em? Dạ. Cao thì có Trung Quân Idol nè. Dạ. Đúng không? Nhưng mà Trung Quân đâu có sáng tác đâu hả anh? Không có. Chỉ là nghệ sĩ đa năng. Chỉ là ca sĩ anh thôi. Anh là ca sĩ. Trời, là nghệ sĩ thôi. Kể chuyện mắc cười nó làm đủ thứ hết á, tại tụi em không biết thôi. À, em là em đoán Mr. Zero. Mr. Zero. 15 năm nghề không có. 18 thì có thể là 18 ca khúc gì đó. Nhưng mà giọng của anh Mr. Zero nghe nó cũng dễ nhận. Nói tại vì hả? Thấy anh Mr. Zero cũng có giảm ký nhiều á. À vậy hả? Dạ. Thêm một người nữa, Vương Anh Tú cũng giảm ký nhiều. Đó. Thì bây giờ nghe hai cái giọng đó là biết liền. Ê nhưng mà nghệ sĩ đa năng nha. Thì là vừa nhạc sĩ vừa ca sĩ đó. Nói chung là hiện tại những người chơi bên dưới cũng chưa biết gì, khán giả cũng chưa biết gì, nên em cũng không có gì phải ngại hết trơn á. Dạ. Không biết đều. Thôi mời nhé. Dạ. Mời nhân vật bí ẩn số 2 xuất hiện. Trời ơi, tôi nhìn là tôi biết liền. Thôi em không biết nha. Con trai, chắc chắn là con trai. Không, cái này là con trai. Thế đó thì em cũng biết. Cao nha. Cao nóng, nha. Anh kêu anh nóng. Mập, mập không anh? Không. Không hề mập. Body rất là đẹp nha. Body ok. Body là sport nha. Nhìn anh mới giảm cân xong mà. Mới giảm cân xong 10kg. Body ổn nha. Cho em đặt câu hỏi đi. Chưa. Em không biết cái gì á. Không, ý là em nên đặt câu hỏi cho anh chị. Rồi có gì anh chị chỉ cho. Em có muốn hỏi gì không? Ca sĩ mà cao rồi dáng chuẩn thì nhiều quá. Tóc dài nha. Tóc dài cỡ nào anh? Ê, nhìn giống Ngô Kiến Huy quá hả? Đa năng nha. Anh Ngô Kiến Huy đa năng lắm. Ngô Huy là MC, là sáng tác, là ca sĩ. Diễn viên. Là diễn viên. Không, nhưng mà anh Huy không có giảm 10kg. Có. Giảm nhiều lắm á. Huy từ lúc mà mập đóng cái phim đó là tới nay là 10kg rồi. Đúng, nhiều lắm á. Trời, người ta chủ phòng gym mà. Người ta mở phòng gym người ta tự người tập ta giảm, luôn mà. Giảm ký không phải là để cho đẹp mà để cho có khách đi tập gym. Cho em hát luôn đi ạ. Rồi, đồng ý. Mời. Âm nhạc. Bóng đêm nay hiu quạnh, anh thay đôi vai cổ lạnh. Anh nhớ yêu thương hôm nào, bây giờ đã khuất xa rồi. Hòa mình vào ly rượu đắng, rồi cứ thế quay cuồng. Hình dung em vẫn còn đang canh anh. Còn lại gì ngoài cuộc gọi đến khuya? 3-4 giờ chỉ còn đôi ta vẫn thầm thì yêu thương trao nhau vào tin nhắn kia. Vẫn còn đây nhưng em nơi đâu không về. Không phải xin rồi. Thanh xuân của người anh yêu anh đã lấy nhưng chẳng hứa gì. Em buông câu nói chia tay nhưng em mới là kẻ đáng thương. Em phải hạnh phúc nhé. Cả đời cứ oán trách anh, cứ ôm hận vì đã thương anh nhiều. Tì tì hả? Không biết. À cũng có thể.
tôi không đoán được. Em không biết luôn. Nhưng mà tôi, cái vóc dáng này tôi có thể tìm ra một vài người nó phù hợp với vóc dáng này. Có thông tin gì chưa? Khi mà em nghe anh cất giọng hát lên này, em chắc chắn và khẳng định. Chắc chắn và khẳng định. Trời ơi. Chắc chắn và khẳng định là hiện tại em chưa biết ai hết. Hiện tại em chưa biết ai hết. Hiện tại em chưa biết ai hết. Chương trình thật quá. Quá trời. Với cái nhân dạng tướng số học này, chúng ta có thể nghĩ đến Đạt Di. Ờ đúng hả? Cũng có nhân dạng này nè. Em chắc chắn không phải anh Đạt. Tại vì giọng anh Đạt rất là ấm và nó có độ khang. Anh này à, giọng anh này không ấm hả? Giọng anh lạnh hả? Giọng anh lạnh hả? Ý là giọng này bạn nói là không có độ khàn. Nó trong trong ha. Xin hỏi quý công tử, đã có một cái tên nào chưa? Em... Chắc chắn là chưa. Có. Em có suy nghĩ trong đầu thôi. Nói ra luôn. Dạ, em đoán đâu đó có khả năng là một cái người đồng tuổi với em. Em nghĩ là Hoài Lâm. Ai? Hoài Lâm không? Hoài Lâm giọng nó sẽ nó trong. Nhưng mà Hoài Lâm giọng trong hơn. Em có còn cái tên nào chưa? Chưa, tại vì hồi nãy là có suy nghĩ tới TT trong HKT. Nhưng mà bạn đó không có giảm ký. Thường thường là ti là có nhiêu đó ký thôi. Chứ không có bị mặt lên. Nghệ sĩ showbiz đó, nghệ sĩ showbiz mà giảm ký là đều báo cho Trương Quỳnh Anh hết á. Còn ai không báo là không giảm ký nha mọi người. Vấn đề là cái con số 18 là gì? Em có nghĩ đến ai không? Từ năm 18 tuổi không? Em có nghĩ đến một ai không? Ý là trong đầu em hiện tại khi mà ban đầu em nghĩ là anh Hoài Lâm. Nhưng mà giọng không hát cái nhân không dạng giống... này không phải Hoài Lâm. Giọng hát không giống. Để cho nó đỡ khó hơn. Với lại mình có thêm nhiều cái ý để mình thoát giúp cho Phát Huy. Chứ giờ mình nói không có một cái căn cứ nào cả thì Phát Huy cũng tội chứ đúng không? Mời. Mở màn ạ. Hát thiệt không hát. Hát cái giọng đó thì ai mà đoán ra được. Anh không nghĩ tới. Thực ra về cái bạn này á, té về hint á, chỉ cần nói một vài cái là biết rồi. Cho nên chúng ta cũng tránh những cái hint mà nó quá ư là dễ lý giải nha. Nói mông lung tí thôi. Đây là một người đàn ông đẹp. Nó có liên quan tới 18 thiệt. 18 năm làm nghề hả chị? 18 trong tiếng Anh ta gọi là 18. Trong tiếng Hàn gọi là giờ tên. Cái này có một cái chi tiết anh nghĩ là nó sẽ giúp em. Nhưng mà không được nói gần quá nha. Dạ, không, mé mé thôi. Anh này có ở trong một nhóm nhạc nam. Là cho biết hết rồi đó. Đúng không? Đi. Cho biết hết rồi đó, đi về luôn đi. Anh kêu tài xế em chở về đi. Cái này của chị mà nói cho hết. Chơi gì nữa? Anh em phải em nhớ là nghệ sĩ đa năng nha. Không, không phải nhưng là mà anh này em nha. Trong nhóm nhạc nam thì Việt Nam rất là nhiều. Thời đám ít, 7 ít, boy nè, anh rất là nhiều nhóm. Cho nên là anh này thì cũng khó đoán đó, chứ phải dễ đâu. Anh vừa hát nhóm nhạc mà sau này anh còn tách ra được, anh quá trời đa năng. Anh ơi. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi anh? Anh năm nay 30 mấy tuổi. Nhạc của anh là anh sáng tác hay sao anh? Anh mua. Anh mua. Hiện tại thì anh đang hoạt động nhóm hay là một mình à? Anh thích cái nào thì anh hát cái đó. Đâu em kể tên thử một số những cái nhóm nhạc mà em biết mà các anh đó khoảng tầm 30 mấy tuổi thử. HKT. 365. Đúng rồi đó. Anh hoạt động âm nhạc bao nhiêu năm rồi anh? 14 năm. 14 năm là lâu rồi, chắc là từ cái thời mình còn đi học á. Nhưng mà bạn mới 2004 rồi anh. Thì 14 năm trước là bạn được 14 tuổi. Vậy sao nghe nhạc được anh? Bốn tuổi đó nghe nhạc chắc bé Xuân Mai. Em có đóng phim nữa nha, liên quan tới những dữ liệu hồi nãy giờ trong clip á, một bộ phim rất nổi tiếng luôn á. Anh biết đọc rap không anh? Chút thôi, nhưng hát là chính, rap là phụ. Và chắc chắn là em có nghe nhạc của anh này rồi. Chắc chắn luôn. Việt Nam ai cũng nghe mà. Anh Quang ơi, rồi dáng rất là chuẩn, rất là đẹp trai đúng không anh? Đúng rồi em. Mình có thể ấy bớt nhúng được không? Đẹp trai. Tóc sai bát nha. Em nghĩ là anh TT. TT.
âm nhạc, xin mời. Bóng đêm nay hiu quạnh, anh thay đôi vai cổ lạnh. Anh nhớ yêu thương hôm nào, bây giờ đã khuất xa rồi. Hòa mình vào ly rượu đắng, rồi cứ thế quay cuồng. Hình dung em vẫn còn đang cạnh anh. Mình còn lại gì ngoài cuộc gọi đến khuya, 3-4 giờ chỉ còn đôi ta vẫn thầm thì yêu thương trao nhau vào tin nhắn kia. Vẫn còn đây nhưng em nơi đâu chẳng có. Em nơi đâu chẳng có. Hận dỗi của người anh yêu, anh đã lấy nhưng chẳng hứa gì. Em buông câu nói chia tay, nhưng em mới là kẻ đáng thương. Em phải hạnh phúc nhé, cả đời cứ oán trách anh, cứ ôm hận vì đã thương anh nhiều. Chẳng thể nào anh quên được hết. Còn những nỗi buồn anh giữ trong mình, thấy em vui là điều tuyệt nhất. Thanh xuân của người anh yêu, anh đã lấy nhưng chẳng hứa gì. Em buông câu nói chia tay, nhưng em mới là kẻ đáng thương. Em phải hạnh phúc nhé, cả đời cứ oán trách anh, cứ ôm hận vì thương anh nhiều lắm. Bao nhiêu lỗi lầm, tất cả do mọi người ở đây. Dạ. Em xin lỗi anh. Như vậy là Phát Huy không thể nhận ra được đây là Will. Vương Miện vẫn còn thuộc về Harry Won. Quá trời cái điều đó dễ. Ví dụ như 18 phim nổi tiếng đó là Em Chưa 18. Thằng bé này nó không bao giờ nghe nhạc của 365 đâu. Sao biết? Không, tình thường như nè. Thường 365 á, hồi trước á, thực ra là cái thời điểm mà hot nhất 365 á, là đa số là cũng không có bài hit nhiều. 365 hồi xưa là có một bài là Bóng Bóng Bang Bang nè, Hai Cô Tiên nè, với lại một bài là Nên Không Thuộc Về. Đúng là bé này nhỏ lắm, bé xíu à. Với lại cũng chưa nghe. Cái thông tin là Em Chưa 18 nói hoài một bộ phim nổi tiếng thì Em Chưa 18 trời, nãy giờ chị nhắc quá trời cái phim đó luôn. Có coi chưa? Nhưng mà lúc nãy em nghĩ anh Kiều Minh Tuấn, nhưng mà anh đâu phải ca sĩ. À, nhưng mà... tới Em Chưa 18 nó nhớ anh Kiều Minh Tuấn thôi. Ông Tuấn có trong nhóm nhạc nào trời. Cho nên là em không nói tên nè. Không, nhưng mà một người đúng thì một người sai nó mới vui à. Em nghĩ là vậy. Vui tới khúc vui chưa? Vui chưa? Em thật sự vui không? Chị thì vui đó. Ủa mà Will giảm cân nữa hả? Đẹp trai rồi mà. Thực ra là nếu mà đúng 10kg là cái thời mà trước khi em ra mắt 365 à, cho đến thời điểm này. Cho tới thời điểm mà ra mắt thời gian á, là em xuống từ khoảng hơn 10kg. Will có một cái bài hát rất là hay, nhiều triệu view. Đó là bài gì ạ? Tận Cùng Của Nỗi Nhớ. Tận Cùng Của Nỗi Nhớ, anh biết phải làm gì đây đó. Nghe chưa? Nói chuyện nghe đủ vậy. Dạ có nghe không? Có nghe hả? Cái hình mà bự nhất trong cái clip vừa rồi là 18 phim nổi tiếng, 18 phim nổi tiếng. Mà rất tiếc là em đó là chỉ thích Kiều Minh Tuấn thôi. Như vậy là Phát Huy không thể nào nhận ra được giọng hát của Will. Bây giờ là Quang Đăng, xin mời. Không thấy gì cả. Vậy sao đấy? Rất là nhây nha anh. Trời ơi, nhây, hài hước, rất là hài hước. Rất nhoi. Chưa nghĩ gắn lò xo hay sao? Chưa bao giờ mà tụi anh dám nói tuổi của tiền bối ra chị đó. Để rồi khi đêm kéo về lòng anh náo nghề, một mình chỉ ghi những chuyện về. Là Lâm A Nhớ. Là Lâm A Nhớ. Là Lâm A Nhớ.
Thưa quý vị thân mến, đây là Quang Đăng Trần. Bài hát hôm nay được chọn là bài gì? Dạ, hôm nay em sẽ xin phép song ca cùng với Người Bí Ẩn, một trong những cái ca khúc mà em chiếm được nhiều tình cảm của quý vị khán giả nhất. Ca khúc mang tên Đánh Mất Em, một nhạc phẩm nhạc Hoa lời Việt. Đánh Mất Em, song ca với nhân vật bên kia bức tường, khả năng sẽ là một người đàn ông. Tại vì bài này nó hợp với người nam hơn. Dạ, thật ra thì nó sẽ hợp với những bạn nam có giọng cao. Cao? Dạ. Cao thì có ai? Cao mà nếu mà 9x thì em thấy nhiều. Nhiều đúng không? Dạ. 8x có luôn em. 8x thì nó lại càng quá nhiều nữa anh. À vậy nên... là có nghĩa là em biết nhiều ca sĩ. Anh gửi cho em biết luôn, anh đi với Isaac trong nhóm anh tới. Dạ. Xuất hiện tới đó. Giọng cao đó. Vậy tí nữa em chỉ cần hỏi anh Will xem là 8x hay là 9x. Cứ hỏi anh trả lời chính xác, không bao giờ lừa gió với đứa nít á. Không bao giờ lừa gió với đứa nít á. Nó thì không. Em là không bao giờ lừa gió với đứa nít hả? Cái gì vậy anh? Bé nó nói nè, nó nói là nhớ chị đó chứ chưa. Anh á, thiệt á. Và bây giờ là clip, xin mời. Một người hát đang định bắn nè. Tỏ tình một cô gái. Trái tim. Anh yêu em lắm. Không bé ơi. Ngoại tình. Gì? Hả? Ngoại tình. Thích nấu ăn. Thích nuôi chó. À, thích nuôi chó. Nấu ăn, nuôi chó. Hồi nãy em nghe có một cái dữ liệu là thích nuôi chó. Thích nấu ăn. Thích nuôi chó, thích nấu ăn thì nhiều ca sĩ thích lắm. Có một cái dữ liệu gì về tuổi không ạ? Không. Ý là có 8x hay 9x. Vậy là chắc nhưng không? Mà có cái chữ ngoại tình có nghĩa là khả năng là cái người này có một cái MV nào đó làm về chủ đề ngoại tình. Nhiều lắm anh. Ngoại tình thì nhiều lắm anh. Quá trời luôn. Dạ. Không mà đa số tất cả những ca khúc mà nhạc nhẹ mà tình cảm với trẻ thường thường đa số là ca khúc là về đau đớn đúng không? Đau đớn chia tay. Cái cô kia vấn đề cô kia nói cái gì á? Ngày xưa cái bản cô kia là cái gì vậy? Mình cưới, cưới nhau nha. A kêu anh yêu em lắm xong cô gái kia kêu mình cưới nhau nha cái hông bé. Bé ơi, không chịu cưới. Chỉ còn yêu thôi, không muốn cưới. Nấu ăn nữa anh. Nấu ăn còn có thể nha, tại vì nấu ăn thường thường á là nghệ sĩ tụi mình đi quay em đây nè, cứ đụng đâu ăn đó. Cứ anh Giang không có thời gian là lập gia đình rồi anh Giang nấu ăn ngon không nói. Nấu ăn, thích nấu ăn. Chuông Phạm hả? Thích nuôi chó. Không. Chun không có duyên nuôi chó, nuôi mấy con mất hết rồi. Bây giờ đi lạc hết rồi, nuôi mèo thôi. Thì thích thôi nhưng mà không nuôi được. Cao Thái Sơn. Chắc là cho em được phép nghe giọng hát của ca sĩ Bí Ẩn trước. Đồng ý. Dạ. Mời nhân vật Bí Ẩn cuối cùng ngày hôm nay. Thôi. Không thấy trời gì cả. Trời ơi, sao đáng. Rất là nhây nha anh. Trời ơi, nhây. Ôi là trời. Nhây. Một cái sự che chắn rất là kỹ lưỡng của tổ chức. Và cái điều này thì rất là khó. Bây giờ chỉ có nghe được giọng hát thôi. Trời khó quá. Chứ khó lắm. Khoan nha, với cái body mà dung dăng dung dẻ lắc lư như thế này thì em có nghe thấy tiếng gì đó lập cập trên sân khấu. Mà nó rất hài hước lắm đây. Hài hước, rất là hài hước. Rất nhoi. Chừng anh gắn lò xo hay sao á. Có thể là đây là một người mà nói chuyện ra không vui nhưng anh ấy cố thể hiện bằng hài hước, bằng hành động. Đó. Ngoại tình nhưng mà lại vui bằng hành động. Đúng. Mà nhoi kiểu vậy thì chỉ có những người nhỏ tuổi thôi. Phải trẻ. Nhưng mà em nhìn cặp mắt thấy cũng giống con gái. Gái hả? Bé này sao nãy giờ nữa. Nhưng mà không phải. Ê, tính ra, Huy ơi, tính ra là hồi nãy anh giúp em nhiều lắm á. Rồi. Giỏi hơn. Đàn ông mà dậm chân giỏi hơn đó. À. Giỏi không? Nóng tính lắm. Lúc bạn này ra mà nhoi nhoi á, em cứ nghĩ là anh Thanh Duy. Ờ. Cũng có thể. Rất là nhiều năng lượng. Duy là người chuyên ở nhà nấu ăn và nuôi chó. Và coi phim nữa. Duy kể bạn là Duy. Ý nhoi này giống anh Duy lắm nha. Duy rất thích coi phim cái ở nhà. Cái chiều cao cũng xem. Đúng rồi. Nhưng mà quan trọng là Duy có nhắn tin cho báo cho em là hay nhoi vậy không? À có anh có. Thanh Duy đó em, Thanh Duy á. Không, anh Duy là ảnh bị rất nhiều năng lượng. Những cái gì mà đang được che đậy thì không thể nào tìm được thêm một chút thông tin nào. Chúng ta chỉ chờ vào giọng hát mà thôi. Và bây giờ xin mời anh nè.
còn anh lang thang chốn cũ, lòng còn đau nước mắt ướt nhòa, chẳng thể nào biết được liệu mai sau có thể gặp lại nữa. Chỉ muốn xóa quá khứ kia đi, nhưng không dễ để có thể tập quên. Rồi cho đến cuối cùng chỉ biết ôm nỗi buồn lặng im. Làm sao quên được hình bóng ấy, thời gian sao có thể xóa nhòa. Người mà anh đã từng nguyện yêu thương để rồi phụt mỡ. Cố gắng bên em, dành thời gian cho những thứ em chẳng cần. Giờ đành phải chấp nhận nhìn em hạnh phúc ở bên anh. Để rồi khi đêm kéo về, lòng anh náo nề, một mình chỉ ghi những chuyện về em. Chẳng thể nào nghĩ được vì sao đã đánh mất được em. Dù cho anh có phải chờ, anh có phải đợi, thì anh cũng sẽ chỉ đợi mình. Cao giống Duy lắm. Ấy là có một cái đó. Cặp này hát hay phết nha. Không phải Duy đâu. Và không phải Duy hả? Duy là không phải Quang giống đang đâu. Trần đang mỉm cười từ nãy tới giờ. À em biết hả? Em có một số cái tên trong đầu. Không, thật sự cái bài này cái quãng rất là cao với Nam. Rất rất là cao nên mà để có người hát được bài này. Thu gọn lại phạm vi là có thể. Thấy khúc đầu còn giống anh Đàm nữa phải không anh? Dạ đúng rồi. Ở trong cái suy nghĩ của em cũng có anh Đàm. Và có cái hô hố đó thì cũng hô hố xong rồi quên luôn cái đoạn lời sau nữa cơ. Thành ra là em cũng nghi nghi lắm. Em cũng nghi nghi là anh Đàm lắm. Cái năng lượng này thì đúng là nhìn y chang năng lượng của ông Duy luôn mà. Năng lượng thì y như Duy, nhưng mà giọng hát thì lại không phải Duy. Không liên quan. Tại vì giọng của anh Duy thì nó sẽ hơi sắc hơn, nó sẽ hơi bay hơn. Và nó mỏng hơn. Nhưng mà tại vì chị nghe có một cái đoạn mà lên cao á, có một nốt thôi rất là giống Duy, rất giống luôn. Trẻ đúng không chị? Trẻ. Với lại mọi người cũng nên hiểu là với những người đã có giọng hát họ control được tất cả mọi thứ thì họ có thể bay nhảy trong cái giọng hát là chuyện rất là bình thường. Họ có thể giả giọng người này, có thể nhái giọng người kia rất là bình thường. Em thấy có một số những cái nốt xử lý của anh ấy nó khá là trong nghề lâu năm, khá đẳng cấp á. Vì vậy nên là em nghĩ rằng là đây cũng sẽ là một nghệ sĩ cũng tương đối gọi là trung tuổi chứ không phải là trẻ, nên em đã loại trừ cái trường hợp anh Thanh Duy từ đầu. Mình nói chuyện chút được không? Dạ. Em nãy giờ là em không chỉ gì danh luôn á Huy. Tại vì em để dành lát nữa. À ok. Anh còn tin có em. Một vòng để dành cái gì nữa. Hết rồi để dành gì nữa. Dạ không, tại vì bây giờ anh này bị kín quá. Trời em chỉ biết là cũng không cao. Ủa tại sao lại kín ta? Thì chương trình phải kính rồi. Bé lâu lâu nó cầu có duyên à. Em chỉ biết là anh này không cao. Bây giờ chúng ta mở mặt nạ đã. Ở đây cũng chưa ai biết gì đúng không ạ? Dạ không thể đoán được. Rồi, mời những vật bí ẩn mở mặt nạ. Không nha. Khoan. Em nghe cái tiếng la này em luôn có một cái linh cảm bất lành. Về chuyện là nếu mà em đoán sai thì nó sẽ là một cái gì đó nó rất là khủng khiếp luôn á. À không, vẫn nụ cười công nghiệp với những tiếng la hét ấy. Thôi không đoán được. Không đoán được đâu. Sao đoán được? Bé này giờ cơ nghĩ nó cũng không đoán được nữa. Mua đi, đi về luôn đi cho rồi. Tính ra hả là chương trình mời anh chị để hỗ trợ em luôn á. À chị không dám nói nữa tại vì tùng trên tại vì hồi đêm mới là trời ơi em nhỏ này nó nhoi quá rồi này nọ bây giờ đúng sợ rồi luôn, sợ luôn nữa. Em luôn. Ê hồi nãy là vậy là bỏ qua câu chuyện là anh Thanh Duy luôn tùng trên nãy khán giả dưới có người còn nhắc em là mono nó mới ghê chứ. Nè ở đây ngoài Huy ra thì ba người này đều là có khả năng diễn xuất đỉnh cao hết nha. À Huy em tin anh chị không? Tin mình em thôi. Em tin chị á. Em là fan của chị Trương Quỳnh Anh từ những cái phim đầu tiên chị đóng.
Ví dụ như phim gì? Thôi bỏ đi. Nói chứ thật sự là em rất thích cái vẻ đẹp thuần khiết của chị Dương Quỳnh Nam từ những phim đầu. Vì một vài thông tin thì mà nó khen bất chấp không nè. Từ ngày xưa rồi anh, với lại cho đến bây giờ là trong mắt em là ba mẹ một con, Dương Quỳnh Nam rất là tuyệt vời. Nói chưa? Xong chưa? Ai đâu nói vậy hết trơn á? Dạ rồi. Em khen xong chưa? Dạ rồi. Thằng bé nãy giờ mắc nói mà không nói được, cứ mời dứt nghe nè, những lời này, những lời vàng, lời ngọc, những lời tinh tế nhất. Em sẽ giúp ông anh quận 7 của em, là anh này hơn 40 tuổi rồi. Hơn 40 rồi hả? Vẫn là cân nặng, chiều cao và tuổi tác. Anh phải tin em. Tại vì em ở quận 7 cùng với anh mà. Chưa bao giờ mà tụi anh dám nói tuổi của tiền bối ra. Nhưng mà cái này em chỉ nói là trên 40 thôi. U40 hả? Ủa ở đây có U40 hết nè. Alo. U40 là tầm 31, 32. Đúng rồi. Thì cũng là U40. Dạ em chào anh. Tóm lại là ghét ai không? Em vẫn nghĩ anh Đàm thật sự. Bây giờ em nghe chị nè, ngoài anh Đàm ở đúng cái rồi. Tầng đó thì là em nghĩ còn có những anh nào nữa? Em có hơi sương sương một xíu, em nghĩ đến anh Phạm Khánh Hưng. nhưng mà cái giọng của anh Phạm Khánh Hưng ở đoạn sau á, mà hát cao như vậy thì bản thân anh Hưng rất ít khi hát cao như vậy. Bài cao thì phải hát cao thôi. Thôi bây giờ không nói nhiều nữa, cho một cái tên đi ạ. Thì em nghĩ đó là một là anh Đàm Úc, hai là anh Phạm Khánh Hưng Úc. Anh Tuấn Hưng thì cũng có Úc rồi anh. Dạ Úc luôn. Cho thêm cái tên đi, nhất quá ta. Chỉ còn một cái tên nữa thôi, nhưng mà em hơi bị lấn cấn về cái tên này, bởi vì thật ra là nếu em nhớ không lầm thì anh ấy đang có show ở nước ngoài hay là ở Việt Nam gì đó, và anh ấy đi rất nhiều nên em không nghĩ. Úc. Bây giờ liệt kê luôn đi, à. Nói thử coi đúng không? Mình chưa chốt mà mình nói thử thôi. Anh Quang Hà phải không ạ? Yeah. Tính ra em nó không bao giờ phản bội em. Em nhìn vào nó em đoán xong nó gật gù ghê lắm anh. Đúng không? Không, nãy giờ mà em vỗ tay là em giờ nè. Đấy. Thực ra anh Quang Hà thì đâu có giọng vừa rồi được. Tại vì chỉ có hai người từ xưa đến giờ em nghe có cái hô hố đó thôi. Và em trực tiếp là người đi xem show. Hô hố. Thì chỉ có cái một là ngày xưa em biết cái hô hố của anh Đàm là của anh Trường Giang trong một cái clip hài của anh Trường Giang giả giọng của anh Đàm. Và người thứ hai cái hô hố đó là anh Quang Hà. Và hô hố đó để mic rất là xa. Hồi nãy em để xa lắm. Anh Hà ha. Ok, anh gật đầu quá trời. Và đây là em vẫn nghiêng về phần lớn là về anh Quang Hà. Thì mình chọn. Dạ. Chọn cho chắc. Không thì giật nha. Cho phép em chốt. Đây là nam ca sĩ có bài hit ngỡ, ca sĩ Quang Hà. Áp nhạc, xin mời. Sao quên được hình bóng ơi, thời gian xa có thể xóa nhòa, người mà anh đã từng nguyện yêu thương để rồi vụt mơ. Vì đã chẳng cố gắng bên em, dành thời gian cho những thứ em chẳng cần, giờ đành phải anh chấp nhận nhìn em hạnh phúc vỡ bên ai. Để rồi khi đến về, lòng anh đã để chân về em. Chẳng thể nào nghĩ được vì sao đã đánh mất được em. Dù cho anh có phải chờ, anh có phải đợi, thì anh cũng sẽ chỉ đợi mình em. Thời gian quay trở lại, người anh yêu vẫn chỉ là em. Để rồi khi đêm cao về, lòng anh náo nề, một mình chỉ nghĩ những chuyện về em. Chẳng thể nào biết được vì sao đã đánh mất. Cho anh có phải chờ, anh có phải
chị Quang Hà. Thật ra là khi mà ở trong cái phòng kín bí mật ấy, là Hà đã nói với tất cả mọi người rằng là tất cả những thông tin như vậy và bộ cánh mà biên tập đưa cho thế này thì không thể nào nhận ra được, kể cả Trường Giang lẫn tất cả các bạn. Thế nhưng mà Hà chỉ sợ một điều duy nhất, đó là lộ giọng hát. Bởi vì cái giọng hát của Hà nó cũng khá là đặc trưng. Thế đúng là rồi. Đôi yeah. khi chỉ cần một câu, một chữ thôi là mình sẽ bị lộ ngay. Và mình đã cố tình là bẻ giọng để cho nó thành ồm ồm, ồm ra. Thế mà cuối cùng là cũng... Thật ra là anh không có nhớ lời. Yeah. Anh phải ồ ồ thì em mới nhận ra được. Còn nếu mà không anh hát là chắc em chịu không nhận ra đâu. Anh may thôi à. Không giờ phát huy thì cũng không nhận ra đâu. Bây giờ chúng ta sẽ đi ngược về cái clip nói về anh Quang Hà nhé. Cái chữ ngoại tình là một cái chủ đề của một cái MV anh hả? Đúng rồi. Ngoại tình là chủ đề trong MV của Quang Hà mà sáng tác của Khắc Việt. Và anh thích nuôi chó và thích nấu ăn. Đúng rồi. Mấy cái đấy thì Hà nghĩ rằng là nó dễ bị nhầm lẫn chung. Bởi vì rất là nhiều nghệ sĩ thì bao giờ cũng vậy, tự sống một mình nên bao giờ cũng phải biết nấu ăn. Ví dụ Trường Giang nấu ăn rất giỏi và Hà đã xem rất là nhiều những chương trình Trường Giang nấu ăn. Còn vấn đề về nuôi chó thì Hà nghĩ đơn giản lắm. Về nghệ sĩ mà chưa có gia đình thì mình nuôi một vài con cún, ví dụ như là nhà Heron là nuôi mèo phải không em? Đó thì nó làm cho mình là cái người bạn thân của mình, thì nhà Hà cũng nuôi chó. Vâng. Và em là biết anh Hà từ trước rồi. Dạ em có biết anh Hà từ trước rồi. Bằng cách nào mà biết được anh Hà? Dạ cũng là một cái cơ duyên. Dạ thì em có tham gia vào trong một cái chương trình trước đây, thì em là một ca sĩ khách mời của một đội đối thủ của anh Hà. Dạ nhưng mà sau đó thì anh em có giữ liên lạc với nhau, và trong cái dịp gần nhất cách đây cũng không lâu thì em có nghe anh Hà hát ở phòng trà không tên. Em chỉ đến như một vị khách mời rất là bình thường thôi, nhưng mà sau đó thì anh Hà nhận ra rồi anh Hà cũng có mời lên để giao lưu với anh Hà. Thành ra là cái thời điểm đó em nghe em cũng nhớ cái hô hố đó. Thật ra để mà giấu nhẹm là ngày hôm nay mình có mặt ở đây ấy, là mình đã post Facebook mình bảo là đã có mặt ở Hà Nội để chuẩn bị cho live show ngày mai. Và hy vọng rằng là trong cái thời gian mà nghỉ giải lao thì bạn ấy sẽ check Facebook để bạn ấy xem. Thế nhưng mà cuối cùng vẫn bị bạn ấy phát hiện ra Quang đang trở là một người em mà bản thân những cái bài hát của bạn ấy rất là nổi tiếng trên Internet. Và bản thân Hà là nghe rất là nhiều, nhưng mà với cái giọng hát đó thì đôi khi người ta, khán giả người ta không biết là tên là gì. Và bạn ấy nổi tiếng trong cái cộng đồng mạng Internet như vậy thì khi bước ra ngoài đời thì đôi khi có nhiều người không biết rằng bạn này là cái người hát cái bài Đánh Mất Em Đấy hay một nhiều số bài lắm, khác. Nhiều lắm anh. Nhiều người không nhận ra. Thế nên là Hà hy vọng rằng là không chỉ Quang Nam Trần hoặc là bạn trẻ Bác Huy. Dạ. Đấy, Huy anh Hà. Nãy giờ nó nhét, nó chấm hỏi, quay qua hỏi anh Will, cuối cùng anh Hà bao nhiêu tuổi vậy? Vẫn quan tâm đến tuổi anh Hà. Đây này. Không, người, thật sự là người không tuổi. Thì Hà chia sẻ rằng là một điều là các bạn đang có một cái điều rất là hậu thuẫn, rất là vững chắc, đó là được mọi người biết trên Internet và nghe rất là nhiều. Nhưng mà để bước ra được ngoài ánh sáng như thế này thì các bạn cũng cần phải tham gia rất nhiều những chương trình, và các bạn cũng cần phải có những sản phẩm thật là chỉnh chu để mà đưa ra cho mọi người biết rằng là ở đây giọng hát này, bài hát này là của tôi. Và khi cất giọng lên là mọi người biết đến ngay chàng trai đó, hình dung mạo đó, thì lúc đó các bạn mới thành công. Thế nên là hy vọng rằng trong thời gian tới thì anh em mình sẽ có những bài hát song ca với nhau, hoặc là có những cái tác phẩm để mà chúng mình hợp tác để mà đưa đến cho khán giả. Và hy vọng rằng là trong cái bài hát Đánh Mất Em này của chương trình Lạ Lắm Mà Nha thì quý vị cũng sẽ thấy được một phiên bản giữa Quang Hà và Quang Lân Trần, một cái tiết mục để mà quý vị có thể là nghe và ủng hộ cho thêm cho nhiều nữa cho Lạ Lắm Mà Nha và cho Quang Lân Trần. Cảm ơn anh Quang Hà. Đến lúc phải trao lại vương miện cho người chiến thắng cuối cùng ngày hôm nay, Quang Lân Trần. Cuối cùng người đó đã trao cho em đeo cái này rồi, bây giờ người đó lại đi lấy cái này của em. Em là người giữ được vương miện đến cuối cùng thì em sẽ có cái quyền ở phần cuối chương trình. Và ngay bây giờ là phần bốc thăm, xin mời. Thưa quý vị thân mến, đây là phần cuối của chương trình Lạ Lắm Mà Nha. Chúng ta có 3 phong bì dành cho 3 nghệ sĩ, chúng ta sẽ chọn ngẫu nhiên. Ưu tiên gái đẹp chọn trước nè. Em đứng ở giữa, em lấy cái ở giữa luôn. Rồi anh Hải với lại Will, cái nào cũng được. Em chọn cái nào đi, còn lại của anh. Biết đâu được, cái cuối cùng lại là 10 triệu đồng. Còn cái đầu tiên là phần thưởng, còn cái này chỉ có 1 triệu đồng mà thôi. Em bị rồi. Mọi người hãy xem đi ạ. Anh xem cùng với. Thôi anh động viên em xui lắm. Không có đâu, anh hên lắm. Rồi, anh xem với. Không cho. Anh xem với. Chán lắm. Chán không? Chán lắm. Cái này là cái gì? Cái đó là cái đó, đừng đừng hỏi nữa. Ủa? Ba nghệ sĩ hiện tại đã biết bên trong phong bì của mình là gì. Thiệt họ luôn sẽ có đó. Mỗi người một phút để họ nói lên cái điều họ mong muốn, là muốn một người chọn hay không chọn.
Will đầu tiên. Bây giờ hồi nãy á, đang nói là anh Will ơi, nếu mà anh lấy được tiền thì anh hãy chia sẻ kêu em về đội của anh đi. Thì bây giờ nè, lấy hôn. Lấy hôn. Ủa nhưng mà cái quan trọng là em nói như vậy xong á, rồi tới đoạn mà anh Will hỏi lấy hôn á, em có tin không? Cũng tin có thể không? Anh đang nói thiệt, cũng có thể anh đang lừa để cho em đừng lấy. Quan trọng là em tin anh bao nhiêu phần trăm thôi. Bây giờ là có tin nhau hay không? Đúng. Đúng rồi, vui là chính à. Đúng rồi, có bằng thử, có bằng thử thì vui hơn. Đúng rồi. Huy thì chỉ cần cho kẹo là nó chịu thôi. Sao? Huy, Huy lấy không? Dạ, không. Không. Rất là phũ phàng. Thay đổi. Rất là phũ phàng. Suy nghĩ kỹ nha. Bây giờ Will không lấy nè. Lấy chị không? Lấy chị không? Lấy em nó có lý tuổi. Lấy của chị không? Rồi bây giờ tới lượt em đó, em trình bày đi nè. Trình bày đi. Không thì em không có cái gì để trình bày hết trơn. Em chỉ có tấm lòng thôi. Tại vì không phải, tại vì chị không nghĩ là hôm nay chị may mắn vậy luôn. Rồi chị chia sẻ em gì ngập ngừng, chị chia sẻ lại đi. Tại vì cái từ đó nó thật từ trong lòng. Chia sẻ với chị Harry. Cho nên là mình phải móc. Sao không chia sẻ với chị Harry? Đó là đang nói tới mấy đứa nhỏ mà. Thôi chị đi giàu quá rồi. À rồi là rất muốn chia sẻ món quà này với tất cả mọi người. Tại vì cái này nó vui tình cảm đồ này nọ. Ý là nó vui tình cảm rồi sao vậy ta? Bây giờ tới Quang Hà đi nào. Ơ à, quên cho em hỏi, chị Hai ghi chị lấy không? Hồi nãy thật ra thì cái gì vậy ta? Là thấy là xào xào rồi. Xào xào à? Xào xào. Ai cũng 10 triệu hay là... 10 triệu với 1 triệu. À thế à. Anh hỏi là ai 10 triệu à? Nghĩa là anh đang cầm 10 triệu hả? Anh không có gì để nói cả, nói chung là em nào lấy thì cứ lấy dùm anh cái, hốt dùm anh cái. Dạ. Đó. Bây giờ cho nhường cho em bé tròn trước nè. Đúng rồi, em ít nói Huy quá. Huy chọn đi, vị trí nào nhiều được. Hơn. Cho em xin chọn anh Quang Hà đi. Vì sao? Tại vì cái lúc mà anh mở phiếu đó là anh... Em nghĩ là 10 triệu. Rồi. Trời chúc ơi, tùy vậy em. Em tại vì đơn giản là cái gì vợ chồng là một. Thì em phải đến với chúng ta là anh. Gia đình. Nhưng mà nếu bây giờ Quang đang trần, sau khi em chọn xong nhá. Dạ. Quang đang trần chọn Trương Quỳnh Anh thì em bắt buộc phải đi chọn chỗ khác. Đó là luật. Trương Quỳnh Anh. Trương Quỳnh Anh. Rồi. Bây giờ là phần cuối cùng. Đó là quyền của Quang đang trần. Mình chọn vị trí nào thì cái người chọn ở đó bắt buộc phải di chuyển qua chỗ khác. Sáng suốt lên. Bởi tin vì sao? Vào bản thân nha, chứ đừng có nghĩ là phải chọn đều ba người không. Anh đúng rồi, cần lịch sự cái gì cả, phải có tiền mang về cho đúng gia đình vui. Vậy là nè, vậy là anh cầm 10 triệu thôi, anh không có muốn người ta phải không? Đâu nãy mặt anh thì nó rồi. Lần này cho em thử vận may quá một lần. Chọn Will. Wow. Em wow. Chọn anh chốt. Trời, chọn mày cười gì em... Chọn là thấy ý là ban đầu em đến đây á, em tư duy của em là vui là chính. Vui là chính. Nhưng mà phần thưởng về là 10. Thì chúc mừng em. Chúc mừng em. Chắc chưa? Anh chỉ cười thôi, đổi không? Không biết gì hết. Không, okay. Em không thay đổi. Một phần quà. Em nhìn em đọc cái từ đó thôi là em biết là xạo rồi. Quang đang trần lên đây nào. Mỗi người sẽ có một món quà ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Nhớ rồi cái gì vậy? Trời ơi. Đây là món quà nè. Chắc bong bóng quá hả? Mỗi bạn một ly. Không, cái này đỡ nha. Còn hơn là 1 triệu phải chia đôi 500 nghìn. Đau lắm. Đây. Với đây chắc chắn một trong hai người đang giữ 10 triệu đồng. Có thể là Harry Won được 5 triệu, cũng có thể là Phát Huy được 5 triệu. Và một trong hai anh em mình có thể là 5 triệu hoặc là 500. Đơn giản vậy thôi. Và số tiền 10 triệu hiện tại đang nằm ở... Trương Quỳnh Anh. Trương Quỳnh Anh. Rất là giỏi, cô bé này rất là giỏi, rất là thông minh.
Thương Huy quá. Tặng Huy thêm ly ngọt ngào mấy là thành mây. Như vậy là ngày hôm nay là Will và Quang Anh Trần mỗi người có ngọt ngào rồi. Honey Won và Trương Huyền Anh mỗi người 5 triệu đồng. Anh Quang Hà với lại Phát Huy mỗi người 500.000 đồng. Anh tặng bạn luôn, anh tặng bạn luôn. Và anh Hà tặng luôn. Và ngày hôm nay cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia chương trình buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Lạ Lắm Mà Nha. Chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất. Rất mong được sự yêu thương của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại. Qua thư tí mà cùng em. Vì anh thương em như thương cây bằng non. Buồn lắm em ơi, anh tránh than ai bây giờ. Cớ sao ông ta lại sẽ nhầm duyên.